Xin chào các em. Hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C5 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 5, đề bài như sau. So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên và tại sao? A. Hành khách đang ngồi trên toa tàu này chuyển rời khỏi ga đúng không? Ga này, chiếc tàu hỏa này đang chạy, được chưa? Nhưng chúng ta hãy nhớ lại với phần lý thuyết về chuyển động hay đứng yên của một vật. Đó là khi vị trí của vật so với vật làm mốc mà thay đổi theo thời gian. Mà không thay đổi theo thời gian thì vẫn đứng yên, đúng không? Đứng yên so với cái mốc mà chúng ta chọn. Vậy ở đây họ chọn sẵn mốc cho chúng ta là gì? So với toa tàu thì hành khách. Vậy thì hành khách của chúng ta là vật, đúng không? Còn toa tàu ở đây người ta chọn cho chúng ta là mốc. Vậy thì chúng ta thử xem hành khách và toa tàu có vị trí thay đổi theo thời gian hay không? Ta có là gì nhỉ? Hành khách thì ngồi yên trên toa tàu, đúng không? Khi mà tàu chạy thì hành khách sẽ không được di chuyển nữa. Di chuyển thì có thể ngã này, đúng không? Hành khách sẽ ngồi yên trên toa tàu khi mà toa tàu đang rời khỏi ga, đúng không? Chứng tỏ rằng so với toa tàu thì hành khách đang đứng yên hay chuyển động các em? Tất nhiên là đang đứng yên. Vì sao? Vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không đổi, đấy chưa? Vậy chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi C5. Hôm nay chúng ta lặp lại một chút này. Ta có hành khách ngồi yên. Trên một toa tàu. Đang rời khỏi ga. Và so với toa tàu. Thì hành khách đang đứng yên. Vì sao nhỉ? Vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không đổi. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C5 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 5.